Ba su sday ba lâu ni jeung chuop chmuoy nang ba kampul YouTube mok dal dal te ba hay ngai ni phi chngai ti 2 nei pithi bon chou chnam khmae ba pei ni chiet hay ba ni lâu jeung maung sa sro ba ha ngai trong hay kampung ta mong mie nyet men ten ba ngai ni ke chngai tet phong dai hay mnu chraun u ho men ten ba hay cham nyom da khot nau tet thiep teang srong ba nau knong paraven wat khmae samki Hey, my name is Chang. Yes. What? My name is Long. 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 Hey, nhóm muốn nâng cơ cho lỗ sọm bầu quá, cái này pro sam mà, tôi sẽ đây, sao mấy đòi thơ nhỉ? Mấy cái thiệt đấy, áo máu ấy, thiệt ok bà. Sạch câu ăn sra sra, mày ấy, một đợt sra sra, chạy ép bà, một lít mình mới ăn sro luôn kia chạy ép, bà. Này mơ tập cua đang này mà nhầm là bóng cua stool và có cái của anh hay mà nô à là nông nô cứ cái này này anh every time mong và mong na cô đây luôn đấy và nghe đây ba này cả nhà con muôi và mà chui lúc phong đấy và mình chẳng thế mà còn mà này anh cứ gọi là bà lúc phong chụp lùi phong chờ phong và nhầm Hãy mà prao môn nâng mày đấy, bàn cho ra này, hot đấy. Bàn. Dạ. Ờ, mới đi đây, mình bánh đông ấy nọ. Ờ, ok. Ồ, mà ngày nay mà miền ca mà bẹ, bị lỡ có ba tiết mà. Ồ. Thế nè, tính môn tính cho mạnh xuống mà. Quạt khmer, sẽ khmer này ngay mà. Hay ngày nay có mình men men ta lót cha mà mốc đá và ngày nay có men chỉ mi cha mà mi hal và nó đi bà lai ô kháng này và bám trót có riêng chăm xong đây như thế này thì mình máu men này khác thì ta lắp ta vinh khá hay rồi sao một nâng là vô lắp ta bàn khọt và một nâng mà mình đưa cho ra thằng hôm free đi chẳng ao hết mà chẳng bao thay hết cả cái nó bính ở bàn thon mà nó ta mơ mà tịch sắc linh hôm free và đi cứ thằng trong phong quan đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Hi, bạn nhà mày hay đâu? Ok. Mày prao cái đắng này mơ nhằm lần lần chạy lần phù phần nan này vậy. Vô mà làm mắt đóng đầu mơ đó đau mà riêng xe cả đau mà riêng nè đây tình này kia nó chết linh rồi chết đằng ta Thank you.
Liên ấy thế này, nhâm đi nhâm luôn, bình nè. Thank you.
Đây bà lâu nãy mong chụp chụp môi ấy mà đây để mong chụp môi mong môi ấy chụp đan bài mà đưa hai và muốn nắng là muốn nắng bọc bao cho mà liên nè mà luôn an toàn lót chap hè mồi cái lỗ ở linh bà hè mà nước tràn là lót chap hè mồi cái lỗ sạch cô ở bên con chả cả vô nè hay ấy tầng phứ tên là mặt tao là cả lá lan con cả nó là ó lươn đạch đạch mẹn tên còn là lót cha nó phèm hồi cả lỗ ó ở trong cron đi và tầng phứ với là mặt con cả nó ó môn màu mới nè lụa mụn là nhâm sao đó lụa đạch với đại chẳng thấy chứ chẳng thấy môn nắng non này nhâm mà nét mà keo mà nét pi keo đầu bếp như mà tích ăn từng phố từng chắc ăn hiền nhâm cuốn này sao là mà con cả nơ ấy lô ăn cron mà nhóm được mình sinh nhưng mà coi đại na nè quạt cho chân nam quạt nhôm mà cho chân nam quạt nhôm mà bà lâu thọt ở đây là bám vào pin đi tịch sân bà hay đang nhà play sầm rã cả tha nó vọt mai sầm khi bà vọt mày Next, we're going to have our traditional dance called Rabban Jumpa. Awesome.
xong rồi hai cái nhà bọn một hết đời xa bật miên là chúng nó bắt lên ở tầng đỏ và xong in white đi lên đô over here thank you new neighbor new neighbor good neighbor also on also cooperate and support in temple he's old president that in the candidate during 2023 and new president for the Khmer San Khmer Factory. And so say thank you Kirk and also all border our neighbor. To be a good person, good harmony, just like Shaker. He's a new president. Yeah. He's a US military fought against the comedy. Yeah, he fought for the US military. Friendship. We respect each other as always. Yes, I just wanted to thank you all for such a gracious welcome, and it's fantastic to come out and see this kind of beautiful culture and this beautiful landscape here, and I wish everyone to have a wonderful new year, and I look forward to entering into friendship with you all and being close neighbors, so thank you very much. Respect for all of you. We're pleased to meet Chris Dowd and know his sentiments are very similar to my own. So I look forward to, I'm going to continue to have a dialogue with SoCal and with Chris if they allow me. And I feel confident you will really enjoy each other. Thank you very much for your hospitality. Well, thank you so much for... Can I sum up a time with my three friends? But you know what? We are lucky. We got thank you for our president, new president, and thank you for our neighbor and new neighbor. Thank you so much for always introducing me about the activity, especially my Sanping Mastery. And thank you for your new neighbor too. I want to inform all of you because have Saturday and Sunday always have the event, but not grounds. It's for the celebrate in the good event for the community, for the world as well. Thank you so much. Thank you. So, nếu ai chơi từng người nhóm vô cái ai cũng còn ai chơi trong khối bàn này. Tôi ở đây kêu đó cam thi dương chưa bắt đầu biết. All right, everybody, this is the moment that everybody's waiting for. This is the blessing dance. It's a very old traditional dance. So we have three angels in front of you, and they're going to do the blessing dance, which is wishing everyone a happy new year, a blessed life, and a peaceful year to come. Enjoy. Thank you.
Thank you.
ជាតិឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ទិញថែមឱកាសមានថ្ងៃនឹងទៀតទេបាទបន្តពីយើងស្រង់ព្រះហើយក៏យើងបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំយើងហើយចឹងនៅសល់រំជ្រៀងរំកំសាន្តដល់ល្ងាចបាទឥឡូវភ្លេងចាប់ដើមលេងហើយ
Thank you.
อปีมนุรอมมาแล้วติงมงรอมมาโนมาให้จังดังแนนาเกขนมติงมงอ่ะยืรู้มาสกอลแต่สกอลสบายจึงอ่ะสบายจึงหรือสบายจึงไปบ่บ่เต้บ่เต้ก็ได้เคยติ่งมงร้อมมาเราก็มาทอดนั่นจับมองมาตาในติ่งมงแต่ติ่งกูจะจะตัดจมตรงในมาไหมบ่านี่คือเนี่ยลูกว่าเมื่อตอนนี้ละเวยแม่นเติบ่าผู้ไอ้គាត់อันนี้เนี่ยเรียบจําจําอันធ្វើមហោបតាំងពីយប់ហើយព្រឹកឡើងគាត់ងើបមកលក់ទៀតបាទមកអស់កម្លាំងមែនទេបាទមួយណាតិចបាទពីរអ្នកណាហើយបាទនេះបោះបាទមេណាបាទមើលខ្សែកដល់ហើយដោះចេះអូននេះបាទអូននៅហើយបាទខ្ញុំបើកវាក់ខែពីគាត់ហ្នឹងឯងបាទបាទហើយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទដោយសារតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងក៏រៀបចំត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយបងអ្នកភ្លេងលីតាខេទៅវិញហ្នឹងបាទបាទឥឡូវនេះម៉ាក់ប៉ារៀបចំអីវ៉ាន់អូបាទរៀបចំលើកអីវ៉ាន់ដាក់ឡានសិនបាទអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយបាទហើយក៏សូមអរគុណបាទអ្នកនាងបាទជួបពឆ្នាំថ្មីហេងហេងបាទនៅកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះសូមឲ្យរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់គ្រួសារបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយ